bạn muốn khởi nghiệp, bạn có ước mơ lớn và muốn biến chúng thành hiện thực, hãy thật dây an toàn. Hành trình này không dành cho những người yếu tim, đó là một hành trình đầy thử thách. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và trở ngại. Những con số thống kê cho thấy một bức tranh rõ ràng, hầu hết các startup đều thất bại. Theo nghiên cứu, khoảng 90% startup không thể tồn tại sau năm đầu tiên. Thật phù phàng, nhưng đó là sự thật. Bạn sẽ gặp phải những thất bại và thất vọng. Đừng để điều đó làm bạn sợ, hãy để nó tiếp thêm động lực cho bạn. Hãy nhớ rằng, mọi thất bại là một bài học quý giá. Hiểu được tỷ lệ thành công là bước đầu tiên để vượt qua nó. Bạn cần phải biết mình đang đối mặt với điều gì để có thể chuẩn bị tốt nhất. Kiến thức là sức mạnh, và trong thế giới khởi nghiệp, nó chính là vũ khí bí mật của bạn. Hãy không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức mới. Điều này không phải để làm bạn nản lòng, mà là để bạn nhận thức rõ ràng về thực tế và chuẩn bị tốt hơn. Bạn cần phải có cái nhìn thực tế và không bị lạc quan quá mức. Quá nhiều người lao vào con đường kinh doanh với cặp kính màu hồng. Họ chỉ nhìn thấy những thành công mà không thấy những khó khăn và nỗ lực đằng sau. Họ chạy theo những câu chuyện thành công sau một đêm, bỏ qua nhiều năm nỗ lực, không ngừng nghĩ đằng sau đó. Thành công không đến dễ dàng, nó đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm, đó là công thức cho thảm họa. Nếu bạn không chuẩn bị tâm lý và kiến thức, bạn sẽ dễ dàng bị gục ngã. Hãy chấp nhận thử thách, tôn trọng quá trình. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm và học hỏi từ họ. Đó là cách bạn tồn tại và phát triển. Hãy kiên trì, không ngừng học hỏi và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân. Thành công sẽ đến với những ai không từ bỏ. Thành công trong thế giới kinh doanh là gì? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta đã tự hỏi mình. Liệu đó có phải là định giá tỷ đô? Một con số khổng lồ có thể làm choáng ngợp bất kỳ ai. Một thương vụ IPO đình đám. Một khoảnh khắc đáng nhớ khi công ty của bạn chính thức lên sàn chứng khoán. Chắc chắn rồi, những điều đó thật tuyệt vời, nhưng chúng không phải là tất cả. Thành công không chỉ được độ bằng những con số hay cái sự công nhận từ bên ngoài. Thành công là của cá nhân. Đó là cái cảm giác hài lòng khi bạn đạt được những cái mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho chính mình. Đó là cái việc bạn tự xác định mục tiêu của mình và chinh phục chúng. Mọi người có một định nghĩa riêng về thành công, và điều đó làm cho hành trình của mọi người trở nên độc đáo. Có thể đó là việc xây dựng một doanh nghiệp mang lại cho bạn sự tự do. Sự tự do để làm việc từ bất cứ đâu, bất cứ khi nào bạn muốn. Có thể đó là tạo ra thứ gì đó mà bạn thực sự đam mê. Khi bạn làm việc với niềm đam mê, công việc không còn là gánh nặng mà trở thành niềm vui. Đừng rơi vào cái bẫy so sánh hành trình của bạn với người khác. Mọi người có một con đường riêng và so sánh chỉ làm mất đi niềm vui của bạn. Định nghĩa về thành công của bạn là duy nhất. Không ai có thể quyết định thấy bạn điều gì làm bạn hạnh phúc và thỏa mãn. Hãy tập trung vào con đường của riêng bạn. Đừng để những tiếng ồn xung quanh làm bạn mất tập trung. Hãy ăn mừng những chiến thắng của bạn dù lớn hay nhỏ. Mỗi bước tiến là một thành tựu đáng tự hào. Hãy nhớ rằng khởi nghiệp là một cuộc đua marathon, chứ không phải là chạy nước rút. Điều quan trọng là duy trì sự kiên nhẫn và bền bỉ. Hãy điều chỉnh tốc độ của bạn, tập trung và tận hưởng hành trình. Cuộc sống không chỉ là về đích đến, mà còn là về những trải nghiệm và bài học trên đường đi. Hãy chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của bạn với người khác. Giúp đỡ người khác cũng là một phần của thành công. Đừng quên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Thành công thực sự là khi bạn có thể tận hưởng cả hai. Hãy luôn nhìn lại những gì bạn đã đạt được và lập kế hoạch cho những mục tiêu tiếp theo. Thành công là một hành trình không ngừng nghỉ. Đôi khi, hãy cho phép mình nghỉ ngơi và tìm cảm hứng từ những điều đơn giản xung quanh bạn. Sự sáng tạo thường đến từ những khoảnh khắc yên bình. Xây dựng mối quan hệ và mạng lưới là một phần quan trọng của thành công. Những người bạn gặp trên hành trình có thể mang lại những cơ hội bất ngờ. Cuối cùng, hãy nhớ rằng thành công không chỉ là của riêng bạn, đó là kết quả của sự nỗ lực và đóng góp của cả một đội ngũ. Hãy biết ơn và trân trọng những người đã đồng hành cùng bạn. Khởi nghiệp giống như việc là bạn bị bịt mắt và phải vượt qua một cái chướng ngại vật. Bạn sẽ đối mặt với những cái thử thách bất ngờ, những lời từ chối liên tục và những lúc tự ti về bản thân thật khó khăn. Sự cạnh tranh rất khốc liệt, thị trường liên tục thay đổi. Bạn cần phải thích nghi, sáng tạo và kiên trì theo đuổi thành công. Một trong những rào cản lớn nhất, nỗi sợ hãi, sợ thất bại
sợ những điều chưa biết, sợ những gì người khác nghĩ. Đừng để nỗi sợ hãi làm tê liệt bạn, hãy thừa nhận nó, sau đó vượt qua nó. Hãy đón nhận những điều chưa biết, hãy xem những thách thức là cơ hội để phát triển. Hãy nhớ rằng mỗi doanh nhân thành công đều đã phải đối mặt và vượt qua những trở ngại của riêng họ. Vậy làm thế nào để bạn vượt qua những thử thách này và vươn lên dẫn đầu? Nó bắt đầu từ tư duy của bạn. Các doanh nhân thành công có chung một đặc điểm niềm tin vững vàng vào bản thân và tầm nhìn của họ. Họ không ngại khó khăn, họ nắm bắt cái sự nỗ lực. Họ hiểu rằng thành công là phải kiếm được, chứ không phải được chỗ không. Điều này không phải là lạc quan tếu, mà là về việc nuôi dưỡng một cái thái độ tích cực nhưng thực tế. Bạn sẽ gặp phải thất bại, bạn sẽ mắc sai lầm. Điều quan trọng là học hỏi từ chúng, thích nghi và tiếp tục tiến về phía trước. Đừng bận tâm đến những thất bại, hãy sử dụng chúng như động lực để thúc đẩy bạn hướng tới thành công. Siêu năng lục kỹ năng từ tầm nhìn đến thực thi. Tư duy là rất quan trọng nhưng nó không đủ. Bạn cần có kỹ năng để hỗ trợ nó. Doanh nhân phải đội nhiều mũ. Bạn sẽ cần phải là người có tầm nhìn, người lãnh đạo, người tiếp thị, người bán hàng và là bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Tin tốt là gì? Rất nhiều kỹ năng này có thể được học hỏi và trau dồi theo thời gian. Hãy bắt đầu bằng cách xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Bạn giỏi điều gì một cách tự nhiên? Bạn cần cải thiện ở đâu? Có vô số tài nguyên có sẵn để giúp bạn phát triển bộ kỹ năng kinh doanh của mình. Sách, khóa học, người cố vấn, cộng đồng trực tuyến. Hãy đầu tư vào bản thân và giáo dục của bạn. Đó là khoản đầu tư tốt nhất mà bạn từng thực hiện. Yếu tố kiên cường, vực dậy từ thất bại. Bạn có nhớ những thất bại mà chúng ta đã nói đến không? Chúng sẽ xảy ra rất nhiều lần. Sự khác biệt giữa doanh nhân thành công và người bố cuộc là gì? Lòng kiên cường, khả năng vực dậy sau nghịch cảnh, mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Đó là việc bạn tự mình đứng dậy, phủi bụi và quay trở lại cuộc chơi. Lòng kiên cường không phải là thứ bạn sinh ra đã có, đó là một cơ bắp mà bạn rèn luyện theo thời gian. Mọi thử thách bạn vượt qua, mọi thất bại bạn học hỏi đều củng cố thêm lòng kiên cường của bạn. Hãy bao quanh mình với một mạng lưới hỗ trợ, người cố vấn, bạn bè, gia đình, những người có thể động viên và hướng dẫn bạn trong thời gian khó khăn. Học hội tụ huyền thoại, câu chuyện về ý chí và chiến thắng. Hãy cùng tìm hiểu về một người thể hiện những cái nguyên tắc này, Sarah Blakely, người sáng lập Spanx. Sarah Blakely là một ví dụ điển hình về sự kiên trì và quyết tâm. Cô ấy đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được thành công. Cô ấy không có kinh nghiệm về thời trang, không có nguồn vốn. Khi bắt đầu, cô ấy chỉ có một ý tưởng và một cái niềm tin mãnh liệt vào sản phẩm của mình. Và phải đối mặt với những cái lời từ chối liên tục. Mỗi lần bị từ chối, cô ấy không nản lòng mà càng quyết tâm hơn. Cô ấy biết rằng mỗi lần thất bại là một cái bước tiến gần hơn đến thành công. Nhưng cô ấy có một tầm nhìn, niềm tin vững vàng. Cô ấy luôn giữ vững niềm tin vào sản phẩm của mình và không bao giờ từ bỏ ước mơ. Và rất nhiều nỗ lực, cô ấy làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối để hoàn thiện sản phẩm của mình. Cô ấy bán máy fax vào ban ngày để kiếm sống và duy trì công việc của mình, hoàn thiện sản phẩm của mình vào ban đêm. Cô ấy dành từng giờ phút rảnh rỗi để làm việc trên sản phẩm của mình, không ngừng cải tiến và hoàn thiện nó. Và từ tay giao những cái đơn hàng đầu tiên, cô ấy không ngại khó khăn, tự mình làm mọi việc từ thiết kế, sản xuất đến giao hàng. Giờ đây, Spanx là một công ty tỷ đô. Sản phẩm của cô ấy đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, được hàng triệu người tin dùng. Câu chuyện của Sarah là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì, khả năng thích nghi. Cô ấy đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng học hỏi và phát triển. Và theo đuổi không ngừng nghỉ tầm nhìn của bạn. Cô ấy luôn giữ vững mục tiêu của mình và không bao giờ từ bỏ. Dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, cô ấy không để những thất bại định nghĩa mình. Mỗi lần thất bại, cô ấy lại đứng dậy mạnh mẽ hơn, học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục tiến về phía trước. Cô ấy sử dụng chúng như động lực để tiến về phía trước. Thất bại không làm cô ấy nản lòng mà ngược lại, càng làm cô ấy quyết tâm hơn. Câu chuyện của cô ấy là nguồn cảm hứng cho những doanh nhân đầy tham vọng ở khắp mọi nơi. Sarah Blakely đã chứng minh rằng với sự kiên trì, quyết tâm và niềm tin vào bản thân, bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công. Sản phẩm của cô ấy không chỉ thay đổi cuộc sống của cô ấy mà còn cả hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới. Spanx đã trở thành một biểu tượng của sự tự tin và phong cách.
Sarah Blakely đã nhận được nhiều giải thưởng và sự công nhận cho những cái đóng góp của mình. Cô ấy là một tấm gương sáng cho những ai muốn theo đuổi ước mơ của mình. Cô ấy cũng dành thời gian để hướng dẫn và truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ. Sarah Blakely không chỉ là một doanh nhân thành công mà còn là một người thầy, một người truyền cảm hứng. Cô ấy cũng là một người mẹ, một người vợ và cô ấy đã tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Để câu chuyện của cô ấy là một minh chứng cho việc bạn có thể đạt được mọi thứ nếu bạn có đủ quyết tâm và nỗ lực. Thất bại là một phần của hành trình. Đừng sợ thất bại, hãy học hỏi từ nó và tiếp tục tiến về phía trước. Sarah Blakely. Câu chuyện của cô ấy là một lời nhắc nhở rằng không có gì là không thể nếu bạn tin vào bản thân và không bao giờ từ bỏ. Những điểm chính, bộ công cụ khởi nghiệp của bạn. Vậy chúng ta đã học được gì? Thành công trong kinh doanh là sự kết hợp của nhiều yếu tố: tư duy, chiến thắng, bộ kỹ năng đa dạng, lòng kiên cường không lấy chuyện và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. Đó là việc bạn nắm bắt sự nỗ lực, học hỏi từ sai lầm của mình và không bao giờ từ bỏ tầm nhìn của mình. Hãy nhớ rằng hành trình của bạn là duy nhất. Hãy tự định nghĩa thành công của riêng bạn. Đừng ngại yêu cầu giúp đỡ, tìm kiếm người cố vấn và học hỏi từ những người đã đi trước bạn. Hành trình kinh doanh đầy thử thách nhưng cũng vô cùng bổ ích. Hãy nắm bắt cuộc phiêu lưu này. Lướt của bạn chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của bạn. Bây giờ tôi muốn nghe từ bạn. Thách thức lớn nhất của bạn trong việc khởi nghiệp hoặc phát triển doanh nghiệp là gì? Những mẹo hoặc chiến lược nào đã giúp bạn trên con đường này? Hãy chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết và câu hỏi của bạn trong phần bình luận bên dưới. Hãy cùng nhau học hỏi và xây dựng một cộng đồng doanh nhân hỗ trợ lẫn nhau. Và đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ các doanh nhân. Hãy nhớ rằng thành công là một cuộc đua marathon chứ không phải là chạy nước rút. Hãy tập trung, hãy khát khao và tiếp tục nỗ lực hướng tới mục tiêu của bạn. Thế giới cần những gì bạn có thể mang lại. Bây giờ hãy ra ngoài kia và biến nó thành hiện thực.